ជាទីគោរពរាប់អានដែលសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលសេនទិនធីវីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងមកថតនៅរូបភាពនៅក្នុងវត្តបទុមអវងកំពង់ថ្មហៅថាថ្មដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រាសស្រែនេះឃុំលឿងវ៉ាស្រុកចោលថែងខេត្តរវីងសូមអញ្ជើញមកទស្សនានៅរូបភាពនៅក្នុងវត្តថ្មទាំងអស់គ្នា Mến chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay xin tin đến chùa Ông Lò thuộc ấp Ba Xe A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh để thực hiện một clip ngắn để chia sẻ đến quý vị và các bạn xem. Thôi xin tin sẽ mời quý vị và các bạn đến vào phía bên trong để tham quan một vòng nha. Và quý vị và các bạn đừng quên đăng ký, like và chia sẻ giúp Sơn Tinh nhé. Hiện tại thì Sơn Tinh đứng trước cổng chùa quý vị. Bây giờ Sơn Tinh sẽ mời quý vị vào phía bên trong để đi một vòng ha. Xây dựng lại ngôi chùa, một số nhóm thợ xây đã tình cờ phát hiện ra rất là nhiều hiện vật trên bãi đất trống khoảng 500m2 là phần đất mình đang review cho các bạn đây. Trong khuôn viên chùa Lò Gạch, ngay sau khi được phát hiện, các nhà chuyên môn đã cho đến khảo sát, bảo vệ hiện trường và lên phương án dò tìm. Tuy nhiên, mãi đến năm 2014, cuộc khai quật mới được tiến hành. Kết quả cho thấy có rất là nhiều dấu tích hiện vật của một nền kiến trúc hình vuông, có rất nhiều nét đặc trưng của nền văn hóa ốc eo của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Qua điều tra khảo sát thì các nhà nghiên cứu đã xác định tại đây có hai loại hình di tích quan trọng, gồm di tích kiến trúc tôn giáo và di tích vòng tường thành đắp bằng đất. Hiện tại đây đang được thờ phụng rất là nhiều, và đây cây đa mình cũng không biết bao nhiêu năm tuổi nữa. Và trong đó các nhà khảo cổ đã phát hiện một số gò đất cao hình chữ nhật dài 20m, rộng 14m, phát hiện ra là rất là nhiều gạch vỡ và khối sa thạch vân vân. Còn về phía tây nam còn xuất hiện nhiều bờ thành lũy rất là dài. Đây được xem là vòng thành có quy mô lớn nhất được phát hiện từ trước đến nay tại miền Tây Nam Bộ mình. Với hiện trường còn tương đối rất là nguyên vẹn, nhưng mà bây giờ thì mình đến thì cũng hơi bị mưa quá, hầu như nó bị san lấp hết rồi, không được bảo tồn. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm ra một số lá vàng hình vuông chạm khắc hình con voi và hoa sen, một số vàng có bị cắt mỏng, một số đồ vật bằng đồng như những tảng đá, gạch nung, khung bệ và bệ thờ. Cụ thể, di tích này gồm hai phần độc lập. Thứ nhất là di tích kiến trúc cổ nằm trong khuôn viên chùa. Thứ hai là di tích bờ lũy bằng đất có quy mô lớn nằm theo hướng tây tây nam cạnh chùa Lò Gạch. Khang mục nữa chứ chia thì sẽ tiếp nơi của nông vọt lâu xin tin trên cuộc mẹ bằng phục ổn để chùi cái nông cầm sàn một chấm nè mục nâng từ ở phía bên đây là cái tháp ở quý vị.
tay để review cận cảnh cho các bạn xem. Thì ngôi chánh điện này cũng được tu sửa và xây dựng lại mới luôn các bạn vào năm 2001 quý vị. Thì Sơn Tinh sẽ vào phía bên trong để review cho quý vị và các bạn xem ha. Và xin đừng quên like và chia sẻ giúp cho Sơn Tinh nhé. Phía trước màn hình các bạn, đây là tượng Phật Thích Ca, ngài đã niết bàn. Thank you.